Chào mọi người trở lại với Heavy Channel. Hôm nay mình giới thiệu dòng áo Komine CK 143 chính hãng. Cái này được lấy từ cái form áo đua cho nên nó cực kỳ ôm fit với người luôn, nhìn rất là ngầu, rất là đẹp. Cái áo này giá là 4.420.000, chính hãng nha các bạn. Ở đây đang là cái màu đen xám đỏ, ngoài ra nó còn có màu đen full, có một vài đường kẻ bạc, cũng như là cái màu đen một chút xíu đường kẻ đỏ và kẻ bạc, nó giống nhau tương đối hết 90% nha các bạn. Có một chút xíu phân camo. Thì cái áo này nó là full giáp, có giáp vai, giáp ngực, giáp kiểu tay và giáp lưng luôn ha. Mình sẽ soi một xíu chi tiết cho các bạn coi. Thì áo này là tới từ thương hiệu Komine, thì nó trên vai có để một cái biểu tượng là SIN 1947 nè, thì tuổi đời rất là lâu rồi ha. Ở phía sau này có một cái đường dây kéo để kết nối với cái guồng bảo vệ cổ, còn phía dưới là có kết nối với quần giáp khi bạn mua trọn bộ ha, nó giúp cho nguyên cái bộ khi mặc vào bảo vệ cao hơn. Thì những dòng áo cao cấp mới có, ví dụ như CK 130 nè đó, bạn có thể coi cái đường chỉ, đường may và vải rất là đẹp luôn nha. Hàng này thì đảm bảo chính hãng 100% nha các bạn. Rồi các bạn có thể coi, ví dụ ở đây nè, là cái chỗ này có thể là mở cái nút này ra thâu vô để mà siết cái bắp tay vô á, còn đây là siết cái khuỷu tay nè, còn phía dưới nữa là có siết cái cổ tay, thì cái này giúp cho ôm fit những cái vị trí giáp vô người mình thôi. Ngực thì có giáp nha các bạn. Mình thì quay hôm bữa mình có live stream mình nói thực tế về cái dòng áo này rồi, bạn có thể coi. À, cái này đeo găng tay, cái tổng thể của cái áo bạn có thể coi ha, nhìn nó rất là ngầu luôn. Mình thì mình nói rồi, những bạn nào thậm chí là có bụng luôn mặc vào cũng rất là đẹp. Một cái điều mà gọi là ít người bán là tại giá nó cao là một, thứ hai là cái mức lợi nhuận nó thấp thôi. Dây kéo này nọ hết thì bằng kéo nó rất là mượt ha. Nói chung là hàng chính hãng của Komine thì chỉ có rào cản là về cái mức giá bán và cái mức chiết khấu thấp quá thôi. Bạn có thể coi lại cái áo màu đen như thế này ha. Hàng thì đảm bảo chính hãng 100% nha các bạn. Đồ mình bán thì cái gì ra cái đó, bạn yên tâm về chuyện này ha. Hàng nói chung là cái dòng này là dòng CK 143 này á, là thay cho CK 130, và dòng 130 ngày xưa bán cực kỳ cũng chạy luôn, mặc dù giá nó tới 4.590 đồng đó. Bạn có thể coi tổng qua một lần nữa ha. Thì hiện tại cái video này mình đang quay tại Happy quận 7, số 19B đường 42 phường Tân Quy quận 7 nha. Bên mình có ship hàng toàn quốc á, mình sẽ cho bạn kiểm tra thử trước nha. Rồi chào các bạn.